Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ba tàu sân bay Mỹ áp sát Biển Đông, Trung Quốc lo sợ. Mỹ đang xúc tiến một hành động chưa từng có trong suốt nhiều năm nay khi triển khai cùng một lúc ba tàu sân bay tại biển Philippines tiếp giáp với Biển Đông. Hải quân Mỹ cho biết hai nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz đã bắt đầu thực hiện chiến dịch huấn luyện tác chiến tại biển Philippines vào hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tiến vào biển Philippines vào ngày 17 tháng 6 năm 2020. Theo đó, hai nhóm tàu sẽ phối hợp huấn luyện năng lực phòng không, trinh sát biển, tiếp vận, oanh kích tầm xa, phòng thủ trên không và các bài tập khác. Mục tiêu của hoạt động này nhằm vào phô trương năng lực độc nhất vô nhị của Hoa Kỳ trong việc triển khai đồng thời nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay trong thời gian gấp rút. Chuẩn đô đốc Doug Wilson, chỉ huy của nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt phát biểu, đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cùng nhau tập luyện trong một kịch bản phức tạp. Khi làm việc cùng nhau trong môi trường này, chúng tôi sẽ cải thiện các kỹ năng chiến thuật của mình và sẵn sàng đối mặt với một khu vực ngày càng nhiều áp lực trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Chuẩn đô đốc James, tư lệnh nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz nói rằng các chiến dịch phối hợp này đã thể hiện sự kiên cường và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân và là một thông điệp mạnh mẽ thể hiện cam kết với an ninh và ổn định khu vực nhằm bảo vệ các quyền quan trọng gồm quyền tự do và sử dụng biển một cách hợp pháp vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Và trang tin quốc phòng TASS cho biết trong cùng thời điểm trên, nhóm tàu tác chiến sân bay USS Ronald Reagan vốn có căn cứ tại thành phố cảng Yokosuka thuộc tỉnh Kanawha của Nhật Bản cũng thực hiện nhiệm vụ tại biển Philippines. Đây là hình ảnh tiêm kích FA-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan trên biển Philippines vào hôm 21 tháng 6 năm 2020. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã công bố loạt ảnh hoạt động của nhóm tàu tác chiến USS Ronald Reagan tại biển Philippines, trong đó có bức ảnh chụp một tiêm kích FA-18E chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay này nhằm góp phần bảo vệ lợi ích hàng hải chung của các đồng minh và đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ không cho biết chính xác các nhóm tàu này đang hoạt động ở đâu trên biển Philippines vào hôm Chủ nhật, cũng như hành trình tiếp theo sau đó. Tuy nhiên, eo biển Luzon giữa Đài Loan và Philippines được coi là cửa ngõ vào Biển Đông, khu vực đang có nhiều căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Hải quân Mỹ điều 3 tàu sân bay tới hoạt động gần Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục gia tăng. Lần cuối, Mỹ đã triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương vào tháng 11 năm 2017. Khi 3 tàu sân bay Reagan, Roosevelt và Nimitz tới khu vực giữa lúc căng thẳng Mỹ và Triều Tiên leo thang. Ba nhóm tác chiến tàu sân bay diễn tập cùng oanh tạc cơ chiến lược B-1 trong 4 ngày ở vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Giới chuyên gia nhận định động thái này của Hải quân Mỹ phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện trong khu vực bất chấp viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra. Giới quan sát đã đánh giá việc Mỹ bố trí 3 tàu sân bay cùng lúc ở cửa ngõ Biển Đông sẽ khiến Trung Quốc hết sức tức giận. Đây là hình ảnh các thủy thủ đang di chuyển thiết bị trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt khi tham gia hoạt động kép với tàu sân bay USS Nimitz vào hôm 21 tháng 6 năm 2020 vừa qua. Trước đó, Trung Quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích khi Mỹ điều 3 tàu sân bay này tới hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia Hải quân Lee ở Bắc Kinh nhận định như sau. Bằng cách tập trung các tàu sân bay này, Mỹ đang cố gắng chứng minh cho cả khu vực và thậm chí cả thế giới rằng họ vẫn là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất khi họ có thể tiến vào Biển Đông và đe dọa quân đội Trung Quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa, cũng như đưa tàu thuyền đi qua vùng biển gần đó. Mỹ có thể thực hiện chính trị bá chủ của mình. Và ông Lee cũng cho rằng Trung Quốc có quyền đáp trả hoạt động của Mỹ bằng cách tổ chức tập trận hải quân tại Biển Đông, đồng thời nhắc đến một loại số vũ khí trong biên chế quân đội Trung Quốc có khả năng vô hiệu hóa tàu sân bay như tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong 21D và Đông Phong 26. Chuyên gia Lee cũng nói rằng Trung Quốc có thể đáp trả bằng việc triển khai các cuộc diễn tập hải quân trong vùng biển này cùng lúc với Mỹ. Theo các nguồn tin quân sự khu vực, Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA sẽ lập một nhóm tác chiến tàu sân bay kép gồm 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông cùng đội tàu hộ tống từ 3 hạm đội chính
để tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan và ở Biển Đông vào mùa hè năm nay. Hiện Hải quân PLA đang chuẩn bị cho cuộc tập trận này. Trước đó, hai tàu sân bay nói trên của Trung Quốc đã được triển khai lần đầu tiên vào tháng 5 vừa qua tại Vịnh Bột Hải ở Hoàng Hải để tiến hành diễn tập khả năng sẵn sàng tác chiến. Và quân đội Mỹ trong những tháng gần đây đã phải vật lộn với đại dịch viêm phổi Vũ Hán khi họ chiến đấu để duy trì sự hiện diện khó khăn ở khu vực Tây Thái Bình Dương, trong khi vừa đảm bảo an ninh cho các đồng minh vừa ngăn chặn Trung Quốc tận dụng bất kỳ sự sơ hở nào. Đây là hình ảnh tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry của Mỹ. Hải quân Mỹ đã hồi phục sau những trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán được phát hiện trên tàu, bao gồm cả những ca nhiễm ở trên cả 3 tàu sân bay hiện đang hoạt động tại biển Philippines, cùng với nhiều tàu bị nhiễm nặng khác. Hải quân Mỹ đã chọc giận Bắc Kinh khi thường xuyên tiến hành huấn luyện và thực hiện chiến dịch tự do hàng hải gần một số hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả các đảo nhân tạo, đồng thời khẳng định rằng quyền tự do đi lại, tiếp cận là rất quan trọng đối với các vùng biển quốc tế. Và trước những chuyến tuần tra của Mỹ, Bắc Kinh thường tuyên bố như sau: đã trục xuất các tàu Mỹ ra khỏi vùng biển Đông gần đây của Trung Quốc, nhưng điều này chỉ là bịa đặt. Ví dụ vào hôm 28 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc cáo buộc tàu chiến USS Barry của Mỹ đã đi vào vùng đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà không được Trung Quốc cho phép. Trung Quốc cũng đã nói họ sau đó đã thiết lập một thủ tục để theo dõi, xem xét, xác minh và trục xuất tàu USS Barry ra khỏi Biển Đông. Nhưng ngay sau đó, một quan chức của Hải quân Hoa Kỳ nói rằng tàu USS Barry không hề bị trục xuất như Trung Quốc tuyên bố và tàu khu trục được đặt theo tên của cha đẻ của Hải quân Mỹ đã tuần tra theo đúng kế hoạch mà không gặp bất kỳ hành vi nào không an toàn hoặc là không chuyên nghiệp nào từ máy bay hoặc tàu chiến của Trung Quốc. Hay là hôm 28 tháng 5 năm 2020, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã có bản tin nói Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã đuổi một chiến hạm Mỹ đi qua vùng nước của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Tây Sa ở Biển Đông. Trong bản tin trên, Global Times đã dẫn lời một phát ngôn viên Li Huoming của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân Giải phóng Trung Quốc nói Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ đã tổ chức các lực lượng hải quân và không quân bám sát tàu USS Mustang khi tàu tiến vào Hoàng Sa. Theo lời ông Li, quân đội Trung Quốc đã bám sát và giám sát, nhận diện, cảnh báo và xua đuổi tàu USS Mustang. Phía Trung Quốc cũng đã từng tường thuật tương tự về những lần đối đầu với tàu USS Montague và tàu USS Campbell, nhưng tất cả chỉ là một hình thức tuyên truyền sai sự thật. Giáo sư Cathay, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam và giao ban quốc tế cũng giải thích rằng Trung Quốc tuyên bố như thế với mục đích tuyên truyền và cảnh báo các quốc gia khác trong khu vực mà thôi. Đây là hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ông giải thích tiếp như sau: mỗi khi Hải quân Hoa Kỳ thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, Trung Quốc lại đưa ra tuyên bố tương tự như là họ đi theo dõi, kiểm soát và trục xuất tàu chiến Hoa Kỳ. Đây hoàn toàn là những lời ngoa ngữ, cường điệu. Trung Quốc có những phương tiện giám sát để xác định khi nào tàu chiến của Hoa Kỳ đi vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là của riêng họ. Và mỗi lần như thế, Trung Quốc thường điều một máy bay để rình rập tàu chiến Mỹ ở trên biển. Thường thì tàu chiến Hoa Kỳ và nhân sự của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có liên lạc với nhau trong những lần nghênh chiến đó. Sau khi tàu chiến Hoa Kỳ hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi vùng biển do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, Trung Quốc tuyên bố là họ vừa trục xuất tàu Mỹ. Trung Quốc cũng đang sử dụng chiến tranh thông tin để cảnh báo các quốc gia trong khu vực là họ sẽ chịu chung số phận này nếu tàu của họ xâm nhập vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Công bố cường điệu này của Bắc Kinh cũng nhằm vào đối tượng trong nước để chứng minh rằng chế độ Tập Cận Bình đang bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc một cách cương quyết chống lại chủ nghĩa quân phiệt của Hoa Kỳ. Và truyền thông Trung Quốc vào ngày 21 tháng 6 năm 2020 đã trích dẫn báo cáo của một viện nghiên cứu Trung Quốc sắp công bố, dọa rằng gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đi đến chiến tranh nếu Washington tiếp tục khiêu khích Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Bộ Chỉ huy Liên quân Ấn Độ-Thái Bình Dương tiếp một quan chức cấp cao của Nhật Bản tại Tổng hành dinh nằm tại Hawaii. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo cho biết đây chính là nội dung được bản báo cáo nghiên cứu vào năm 2020 về sự hiện diện của quân sự Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào thời điểm căng thẳng và các hoạt động thù nghịch mà Trung Quốc cho là nhắm vào nước này có xu hướng gia tăng. Theo bản báo cáo sẽ được Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc công bố vào ngày 23 tháng 6, khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh Mỹ-Trung là rất có thể, do đó cần phải được xử lý hạn chế. Báo cáo của Trung Quốc cho rằng, kể từ khi trở thành chủ nhân của Nhà Trắng vào năm 2017,
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động một cuộc tranh đua giữa các siêu cường, gần như là chiến tranh lạnh. Theo báo cáo này, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ có đến 375.000 nhân sự hiện diện trong các đơn vị hải quân, quân đội và thủy quân lục chiến. Hơn nữa, với hơn 85.000 quân được triển khai trước đó và một số lượng lớn vũ khí tiên tiến, quân đội Hoa Kỳ đã duy trì một hệ thống thống trị tại châu Á Thái Bình Dương trong nhiều năm qua. Báo cáo được Hoàn Cầu Thời báo tố cáo Mỹ đã tiến hành một loạt các hoạt động nhằm kìm hãm Trung Quốc, nhất là trong các hồ sơ dịch viêm phổi Vũ Hán ở Hồng Kông, ở Đài Loan và công nghệ cao và quốc phòng. Báo cáo này cho rằng nhiều tàu chiến của Mỹ thường xuyên xâm nhập vùng lãnh hải của Trung Quốc, tiến hành các chiến dịch quân sự ở Biển Đông và đi xuyên qua eo biển Đài Loan. Và một trong những hành động được cho là khiêu khích nhất là Mỹ đã điều 3 tàu hàng không mẫu hạm trong khu vực. Và cuối cùng, báo cáo kết luận, do những mối liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với nhiều nước trong khu vực và an ninh quốc gia, tranh chấp và mối quan hệ của Trung Quốc, Mỹ trở nên trầm trọng và có nguy cơ làm gia tăng xác suất xảy ra chiến tranh hay một xung đột quân sự. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản tin ba tàu sân bay Mỹ áp sát Biển Đông, Trung Quốc lo sợ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de